Vàng có thể đạt tới 2.200 nếu như điều này xảy ra. Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này chúng ta sẽ nói tới một chủ đề, đấy là vàng có thể đạt tới 2.200 nếu như điều này xảy ra. Ở trên màn hình của mình là kênh CN Pro Trading và đây là nơi bọn mình chia sẻ những kiến thức về trade Forex cũng như những cái phương pháp, những cái cách thức để các bạn có thể trade và kiếm tiền với Forex. Ngoài ra có những thứ mình sẽ muốn bạn xem và bạn nên xem. Đầu tiên là video duy nhất về Forex bạn cần xem từ giờ tới cuối đời. Đây là video tổng hợp kinh nghiệm 10 năm của mình. Đây là thứ có thể khiến cho bạn nhìn tổng quan được ngành Forex này và xác định được đâu là con đường bạn cần phải đi. Thứ hai là danh sách pháp học cho người mới bắt đầu. Đây là danh sách này, khoa học giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu. Đây là những kiến thức cần thiết nhất để cho bạn đi từ không biết gì tới biết và kiếm được tiền với Forex. Ngoài ra thì bọn mình có hai nhóm premium dành cho những bạn đăng ký theo link sàn của bọn mình. Khi mà bạn đăng ký theo link sàn của bọn mình thì bạn có thể xem ở phần mô tả video nhé và liên hệ với CN Support của bọn mình thì bạn ấy sẽ giúp cho các bạn có thể được duyệt vào nhóm. Đây là một nhóm này. Nhóm này thường thì là bán SMC, Bryson và đợt gần đây thì có bán cả vàng luôn. Đây cũng là một nhóm khác. Nhóm bên này thì bọn mình chuyên về vàng hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang với chart vàng nhé. Ở đây là biểu đồ của vàng khung 3D và đây là sàn forex.com mình đang xem trên TradingView. Như các bạn có thể thấy, mình có kẻ một cái vùng ở đây. Đây là một vùng màu xanh từ giá 2058 đến tầm 2078. Đây là một cái vùng mà chúng ta có thể thấy được rằng từ năm 2020 đến tận bây giờ là 2024, tức là 4 năm rồi. 4 năm rồi mà nó vẫn chưa vượt được hẳn qua cái vùng này. Nó chỉ có duy nhất một lần nó chọc lên và sau đấy lại xuống. Các bạn thấy không ạ? Nếu như các bạn có thể thấy được rằng giá nó vượt qua cái vùng này và nó test lại thành công. Ở đây chúng ta đang rất là tiệm cận cái vùng này rồi. Nếu như giá vàng có thể vượt qua cái vùng này, test lại thành công và đi lên thì chúng ta sẽ thấy được 2.200, 2.300, thậm chí còn cao hơn như thế nữa. Kết hợp thêm với những yếu tố khác, ví dụ như về kinh tế, về vĩ mô vân vân, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm bên ngoài nhé. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được về nền kinh tế này, về lãi suất này, về Fed ở bên Mỹ này và về nhiều cái yếu tố kinh tế thì có rất nhiều người dự đoán rằng lạm phát sẽ xảy ra này, rồi suy thoái sẽ xảy ra này. Và khi có những bất ổn về kinh tế thì các bạn biết điều gì không ạ? Vàng sẽ là một trong những thứ người ta tiến tới để đầu tư, tiến tới để thay đổi cho tiền. Bởi vì vàng nó sẽ giữ giá hơn so với tiền và nó sẽ không bị mất giá. Kể cả là có chiến tranh, có dịch bệnh, có tai họa hay là có bất ổn về kinh tế thì điều đầu tiên người ta nghĩ đến đấy là vàng. Trú ẩn ở trong vàng. Và đấy là lý do vì sao mà khi năm 2020 xảy ra này, bạn thấy không ạ? Đây là tháng 3 năm 2020. Bạn có thấy đây là cái vùng mà Covid xảy ra không ạ? Tháng 3 năm 2020 nó xảy ra ở 1477, ở vùng giá 1477 và sau đấy nó tăng đến 2000. Thấy không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn đang thấy một cái vùng tương tự như thế, nó đang tiệm cận cái vùng này rồi. Thực ra thì hiện tại chúng ta không thấy được dịch bệnh hay gì cả. Cũng như chúng ta sẽ không thấy tin tức về chiến tranh gì nhiều. Tuy nhiên khi mà có bất ổn về kinh tế, nó cũng là một cái động lực để họ trú ẩn sang vàng và họ sẽ chuyển tiền bớt sang vàng. Và đây là một cái view khác khi mà các bạn nhìn về dài hạn để các bạn có thể thấy được rằng là khi mà nhìn về dài hạn kết hợp thêm các yếu tố kinh tế khác thì nếu như nó có xảy ra như thế, chúng ta sẽ biết là chúng ta nên theo chiều hướng nào. Đấy là về dài hạn, còn về ngắn hạn thì sao? Về ngắn hạn thì các bạn nếu như chưa biết chơi, các bạn có thể vào nhóm tín hiệu của bọn mình. Ở đó thì bọn mình có cung cấp tín hiệu vàng về chơi ngắn hạn. Thường thì bọn mình sẽ chơi khung 15 phút và khung cao hơn một chút thì cùng lắm là H1 thôi. Thường là như thế để chúng ta có thể scalping vàng này, chốt được lệnh ngay trong ngày này. Và nhiều lắm thì 1-2 ngày là chúng ta đã chốt rồi. Thường TP của bọn mình sẽ rơi vào tầm 100 hoặc là hơn một chút. Có cái hôm mà ra team non farm ấy thì trước đấy một vài phút thì bọn mình kịp đưa một tín hiệu và ngay sau team non farm chỉ vài phút thôi là chúng ta ăn được 130 bip rồi. Đấy là về cái góc nhìn khi mà các bạn có thể căn được và các bạn có thấy được những cái tín hiệu đủ tốt thì chúng ta vào lệnh. Quan trọng nhất là các bạn luôn luôn phải quản lý vốn, cùng với đó là có kế hoạch cho những cái việc khi mà giá di chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ làm việc gì. Ví dụ như tại đây, việc mình đưa cho các bạn là nó vượt qua cái vùng này và nó test lại thành công thì chúng ta buy lên
đúng không ạ? Đấy là một kế hoạch. Còn kế hoạch khác thì sao? Kế hoạch khác là nó không vượt qua được cái vùng này và nó tiếp tục lặp lại một lần này, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Giả sử như đây là lần thứ sáu đi, hoặc là đây là lần thứ năm đi, nó lặp lại ở đây và không thành công thì chúng ta sẽ sell xuống. Đây là một cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc vào được lệnh. Khi mà chúng ta thấy những dấu hiệu từ chối thì chúng ta sell. Vượt qua thành công thì chúng ta chờ hồi lại, chúng ta buy. Rất là ok đúng không ạ? Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ nhanh cái góc nhìn của mình về vàng. Nó có thể vượt đến 2200, 2300 nếu như vượt được qua cái vùng hiện tại. Còn bạn thì sao? Quan điểm của bạn như thế nào? Hãy comment xuống cho mình biết nhé. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì share nó cho bạn bè cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.